Hello, xin chào tất cả mọi người. Jun đang có mặt tại Derm Campus của nhãn hàng La Roche-Posay. Trong sự kiện lần này thì Jun sẽ có cơ hội được gặp bác sĩ da liễu để biết thêm thật là nhiều kiến thức về da. Và đặc biệt chúng ta sẽ biết đến với một ứng dụng chuẩn đoán mụn được mang tên là Effortla Spot Scan, lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Và bây giờ Jun sẽ lên xe để cùng khám phá hành trình với La Roche-Posay. Đi thôi. We'll be right back.